Hình như đúng địa chỉ rồi này. Bác ơi, bọn cháu đến xem phòng ạ. Úi giời, bác chào hai con gà. Chào hai cháu. Sinh viên năm nhất hả? Dạ vâng ạ, cháu thấy bên mình còn phòng trống. Ừ đúng rồi, vào đây, hai đứa vào đây. Đấy, đẹp mê ly luôn. Sao khác ảnh trên mạng thế nhở? Hôm bác chụp thì trời hơi lạnh nên phòng nó co lại mà. Dạ, phòng này bao tiền một tháng ạ? Chỉ có 5 triệu thôi cháu ạ. Rẻ nhất khu này luôn. Thế phòng rộng bao nhiêu ạ? Rộng rãi lắm cháu ơi. Tận 8 mét vuông cơ. 8 mét vuông mà báo rộng. Chắc là tính cái chiều cao nữa ấy. Phòng không có nhà vệ sinh riêng ạ. Nhà vệ sinh thì dùng chung cháu ạ. Nhà vệ sinh chung thì có hơi... nhưng mà ít người dùng lắm. Chỉ có 20 phòng dùng chung thôi. Ê, phòng có điều hòa không ạ? Ui, cần gì điều hòa? Phòng này thoáng lắm. Mùa hè gió từ khắp nơi vào. Khắp nơi từ cái lỗ thông gió này hả bác? Đúng rồi, gió lùa vào mắt lặn luôn đấy cháu. Nhiều phòng còn không có đâu. Thế còn máy giặt thì sao ạ? Có máy giặt dưới nhà đấy cháu. Ngon đấy, 50.000 một lần giặt nhá. Thôi, chịu khó giặt tay vậy. Còn wifi thì sao ạ? Cháu cứ ra quán cà phê đầu ngõ, mua ly cà phê 10.000 là dùng wifi thoải mái. Còn giá điện nước thì sao ạ? Nước thì 100.000 một khối. Nhà mình dùng nước đóng chai hả bác? Không, dùng nước giếng bình thường thôi cháu. Thế sao đắt thế ạ? Vì bơm nước lên thì phải dùng điện, mà điện thì 20.000 một số. Mấy chỗ khác có 3.000 thôi mà bác. Cháu nhìn xem, điện ở đây sáng gấp đôi chỗ khác nên giá phải gấp 10 chứ. Bác ơi, nhưng mà khu này thì xa trung tâm, mà những 5 triệu thì hơi chát ạ. Mặc dù xa trung tâm nhưng lại rất gần nghĩa trang. Sinh viên thì cần sự yên tĩnh để học hành chứ cháu. Ô, chúng nó đâu mất rồi?